được sự đồng ý của ban giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương và được sự hỗ trợ của cái tổ chức CLAN và bệnh viện Westmead ở bên Australia, thì chúng tôi cùng với gia đình bệnh nhân là tổ chức cái cuộc sinh hoạt hôm nay để mà tổ chức ra một câu lạc bộ gia đình bệnh nhân hội chứng thận hư. I'm the president of an Australian-based not-for-profit organization called CLAN, which stands for Caring and Living as Neighbors. In Australia, I work as a medical doctor, but I'm also the mother of a child with a chronic health condition. And whilst my child does not have nephrotic syndrome, my experience has been from speaking with families in Vietnam and Australia over many years that children with chronic health conditions have very similar needs. The clubs are a very important part of bringing the families together as a community and helping them work together with health professionals and other organizations to achieve change. Bây giờ cái khó không phải chẩn đoán, cái khó không phải là các kế hoạch hay là các phác đồ điều trị. Cái khó không phải là không giúp các cháu vượt qua những cái biến chứng, nhưng cái khó là các cháu không được theo dõi, không được điều trị lâu dài theo phác đồ sau khi ra ngoài bệnh viện. I'm a kidney specialist for children, and I work at the Children's Hospital at Westmead in Sydney in Australia. Last year, Kate contacted me to provide some information for families in the club meetings and to provide some lectures for kidney doctors, nurses in the children's hospitals, both in Ho Chi Minh City and in Hanoi. CLAN has found over many years speaking with families in Vietnam of children with chronic conditions that families are asking for five things for them to help their children have the best life possible. They want affordable access to medicine and medical equipment. They need education of the children and families, health professionals, policy makers and other organizations, research and help with advocacy. They want access to good quality medical management, support groups such as the club meeting that we had today where families can come together for encouragement and support and help to overcome poverty. The nephrotic syndrome community now has elected its own president, its own executive committee, and we are working with other partners to help that community. Chị thì đã điều trị ở đây bao nhiêu lâu rồi và cái tình trạng mà chị chăm sóc em bé thì như thế nào? Bé nhà chị điều trị ở đây được 1 năm, từ tháng 2 năm 2011. Hàng ngày thì ở nhà thì vẫn cho cháu uống thuốc trước khi đi học. Thế việc chăm sóc của cháu thì có khó khăn gì không? Chăm sóc cháu thì cũng hơi khó khăn một chút. Vì thứ nhất là thuốc thì thường là không phải uống đúng giờ và không được bỏ thuốc. Và chế độ ăn thì ăn nhạt và kiêng rất nhiều thứ. Thế nên là mình cũng không thể là sao nhãn được. Họ gặp gỡ, trao đổi, giao lưu với nhau để có thể tìm hiểu thêm về bệnh của con mình. Tại vì cũng chúng tôi đã có những thế hệ bệnh nhân đầu tiên là các gia đình bệnh nhân mà có con mà mới bị bệnh. Gặp được những gia đình bệnh nhân đã từng khỏi bệnh và đã ổn định để họ hiểu hơn và họ sẽ cảm thấy tin tưởng hơn với cơ thể điều trị của mình. Lý do tại sao anh Nam lại được bầu làm chủ tịch? Bản thân mình thì có một con trai năm nay 10 tuổi cũng bị hội chứng thận hư 1 năm nay và cũng đang điều trị ngoại trú tại khoa thận tiết niệu của Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong quá trình điều trị của cháu thì cũng giống như bao gia đình khác cũng gặp rất nhiều các cái vấn đề về tư tưởng, cũng có những lúc lo lắng, cũng có những lúc mất tự tin.
Cái số lượng mà các cháu nhập viện về cái hội chứng bệnh thận hư này thì là số lượng là khoảng bao nhiêu một năm? Khoảng tầm 270. Đây là số mắc mới. Có khoảng anh nghĩ tần trung bình khoảng 100 bệnh nhân mắc mới, cũng khá là nhiều. Thời gian chữa trị cái bệnh này thì khoảng bao lâu? Từ 5 đến 7 tháng thôi. Tại vì có những đứa là 5 năm mới khỏi, có đứa là chỉ cần một đợt thì nó khỏi luôn. Gian mà chữa trị lâu như thế thì cái bệnh người nhà bệnh nhân thì có bỏ nhiều không, và cái lý do họ thường bỏ là gì ạ? Một cái câu hỏi rất hay và bọn anh rất là trăn trở về câu hỏi này. Thì trong cái số lượng bệnh nhân mà vào viện đây là anh phải nói với em một con số rất là buồn là 50% là họ bỏ. Anh thấy cái câu lạc bộ là như thế nào? Câu lạc bộ thận hư là một cái cầu nối giữa khoa thận tiết niệu với những gia đình mà có con em bị bệnh thận hội chứng thận hư. Và cũng thông qua câu lạc bộ thì các gia đình có hội chứng thận hư được tiếp cận với các cái chuyên gia đầu ngành. Khi điều trị được hơn một năm thì cháu bệnh coi như tạm ổn định. Nhưng sau khi ổn định được hơn một năm thì hiện tại cháu đang bị tái phát. Tôi muốn đến đây để là được học hỏi về kinh nghiệm, để biết thêm về kiến thức, về để cách chăm sóc, rồi cũng như là xem cái bệnh này có thể là điều trị có thể khỏi được không. Tôi thấy cái hội nghị này rất là tốt, rất là bổ ích cho những cháu bị bệnh, những phụ huynh. Tôi rất mong muốn là hàng năm thường bệnh viện sẽ tổ chức ít nhất là được một lần. Tôi con bé là cháu là thận hư là Vũ Tuấn Anh. Cháu điều trị ở bệnh viện tỉnh này là được một năm. Trước là cũng chữa đây cho cháu về mới biết là trên khoa mình tổ chức cái câu lạc bộ hội chứng thận hư này. Tôi cũng mong muốn là các bác sĩ là cho hội thảo này thì vấn đề về gia đình tôi với lại các cháu là hiểu biết nhiều hơn và biết phòng ngừa bệnh cho các cháu. Cháu là Phương Tiến Đạt, năm nay học lớp 1. Bệnh của cháu là tiên phát lần đầu tiên phát hiện ra. Thì cháu vào cháu nó bị phù mặt phù mũi lên ấy. Thì mình cho ra đây khám. Hội nghị này thì mình thấy rất là có ích cho các cái cha mẹ hoặc các cháu chưa hiểu gì về cái hội chứng thận hư này thì mình về mình biết cách, tức là mình chăm sóc bé cho nó uống thuốc đều đặn và cứ theo bác sĩ ở đây để mình điều trị cho cháu thôi.